Một con game có rất là nhiều game và chúng ta có thể chơi game ở trong game. Thế là như nào? Blockmango, nơi mà chúng ta có thể chiến rất nhiều tựa game mặc dù chúng ta chỉ tải một tựa game. Chúng ta có thể đánh nhau với Siêu Saiya, hóa thân thành Naruto biết sử dụng quả cầu sấm sét của Sasuke. Ngoài ra chúng ta còn có thể đến phố siêu quỷ để thực hiện những hành động rất là cute. Nếu mà các bạn có bạn chơi cùng thì có thể chơi chung, sẽ là tịch tuyệt vời nếu hai đứa cùng đứng nhìn nhau và nhảy những điệu nhảy ngáo ngơ. Sau đó chúng ta làm một ván trượt. Sau đó quay trở lại sử dụng những hành động đáng yêu, bắn tim cho người mình yêu. Dù biết bạn ấy ta nhưng tôi vẫn nói vậy. Cùng hòa mình vào thế giới Pokemon. Hôm nay tôi sẽ là người chơi Pokemon và tôi thì là một người thích chơi hệ lửa hoặc là thích màu đỏ. Tôi sẽ chọn thú cưng là lửa, dưới lửa nhỏ. Cuộc hành trình của tôi ngày hôm nay sẽ như thế nào đây? Thị trưởng, chà, bạn đã có một loại thú rất xuất sắc, bạn có muốn solo với tôi? Giờ hãy làm quen với cách bằng cách chiến đấu với tôi, đó. Hưu mầm xuất hiện, thị trưởng cấp 30. Đi nào thỏ Ruby, thỏ lửa của ta. Trời ơi, tại sao lại lấy cây đấu với lửa? Điều này một hiển nhiên một thằng nhóc 3 tuổi cũng biết. Hoặc là không biết. Để xem nào, quả cầu lửa. Nope. Úi rồi. Con dê này làm gì? Cú chém lá hả? Lại tiếp tục quả cầu lửa vì chưa có chiêu va chạm. Tuyệt vời. Ta đã giành chiến thắng. Xin chào tất cả các bạn, tôi là người chơi Pokemon. Hôm nay tôi buồn cười quá vì tôi biết được là cái game này nó hài như thế nào. Nhìn cái mặt tôi là đủ biết rồi. Và đây là con Pokemon của tôi. Trông nó đen đen vậy thôi, chứ thật ra là nó đen thật. Ở đây có một số loại Pokemon khá là quý hiếm, là từ 3 sao đến 4 sao. Và đây là cấp độ tiến hóa cuối cùng của con thỏ lửa của tôi. Chấm nó đen đen vậy thôi chứ khi nào nó lớn nó cũng trở thành người da đen mà. Đây xem này, đó. Chấm nó tập vậy thôi. Có trách tôi nên dắt nó đi tắm chánh cũng được. Nhưng mà thôi không sao, đây là Pokemon của tôi. Tôi đã lỡ chọn rồi chứ không tí tôi chọn lại. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đi theo hướng dẫn, đi ra bụi cỏ. Wow, còn chưa rời khỏi thị trấn chỉ mới đi ra bụi cỏ để gặp Pokemon. Một con chàng trai đấm bóp mang cho mình vóc dáng bé xíu. Chàng trai đấm bóp mang vóc dáng bé xíu là sao? Lần này tôi được hướng dẫn cách ném quả cầu Pokemon. Tuyệt vời, chúng ta đã thu phục được anh chàng đấm bóp có vóc dáng bé xíu. Và tôi sẽ rút thăm trúng thưởng. Và tôi đã rút trúng được một thứ rất bất ngờ mọi người ạ. Đó chính là một con Evan 4 sao. Thật là tuyệt vời. Và tôi đã nâng cấp thỏ lửa của mình lên level 2. Anh ấy đã trở thành một chàng trai niên thiếu học trung cấp. Mặc dù anh ấy không đi học. Với anh ấy phủi đùi đấy. Đây là con Pokemon tôi vừa quay. Trông nó rất là ghê gớm. Cũng là pháp sư lửa. Tôi giờ rất là hợp với lửa nha. Nên tôi cũng không biết tôi nói gì nữa. Tiếp tục nào. Tôi đã nâng con Evan của mình lên tới cấp 10 rồi. Lần sau vô lại con game này chắc chắn sẽ là một cái gì đó ghê gớm. Bây giờ tôi sẽ đến trò chơi khác nha. Đây là chơi bắn súng. Wow, triple kill. Thế ông tôi lao thẳng vô đội hình của địch luôn. Làm gì nào. Double kill. Triple kill. Giành chiến thắng. Nhưng mà hình như tôi chỉ được hạng 5 thôi. Tôi quyết tâm phải lấy được hạng 1. Vậy nên tôi chơi thêm một ván nữa. Để xem nào. Đầu tiên tôi lại cầm một cây súng ghẻ nữa rồi. Đây là sẵn chờ chăng? Chắc là sẵn chờ rồi. Trận chiến đã bắt đầu. Tôi có kill đầu tiên rồi. Để xem nào, đi vào hướng nào đây. Tôi không biết kẻ địch ở hướng nào mà tôi ở hướng nào nữa. Nói chung là loạn phương hướng. Tôi thấy có một cái gì đó lướt giáp mọi người ơi. Lượm vào thì sẽ được tăng giáp lên. Tôi đã có 2 giáp luôn. 2 trên 2 luôn. Máu 8 trên 8. Và đùi gà là 20 trên 20 mặc dù tôi không biết cách sử dụng. Tôi còn có một quả bom và 5 cái thùng xốp. Bây giờ tôi đã lượm được máu mọi người.
Sau khi lượm được bình máu từ 8 máu, tôi trở lại, tôi được cộng thêm là thành 8 máu mọi người ơi. Ây da, tôi mấy thằng này có không biết, hình như là không biết bắn đi sao á. Mà tụi nó bắn gà lắm, bắn lủng cả, lủng hết đồ họa của tôi thôi. Với một cái đồ họa bị tha hóa bởi Minecraft như thế này, tôi đã chết rồi mọi người. Chắc là do say đắm với những gọi là cái thùng hộp của Minecraft. Cái đồ họa tha hóa bởi Minecraft này làm cho tôi mắt tôi hơi bị chóng mặt một chút xíu. Nhưng mà không sao, tôi sẽ móc đít thanh niên áo tóc vàng này. Thanh niên này chắc làm idol hay sao mà tóc vàng nhuộm tóc lè lẹt này hả? Tôi đi xong không biết thấy già của thanh niên kia mọc cả cánh cơ. Double kill, quá tuyệt vời. Lại là cái thanh niên idol ấy, triple kill. Tôi ngắm khá là kỹ ha, tôi ngắm vào đầu để bắn thôi. Mấy thanh niên này chắc là bắn tứ lung tung lên nên không gì. Quá thật kill. Thanh niên idol này cứ hồi sinh ra là bị tôi bắn. À, hình như là hai người khác nhau hay sao. Penta kill, quá kinh khủng. Trận này chắc chắn tôi là MVP rồi. Hai thanh niên tóc vàng, ba thanh niên tóc vàng luôn ạ. Trời ơi, nhiều idol đấy nhở. Idol này. Nope. Không được rồi, lao vào đội hình của địch như vậy là quá nguy hiểm. Tôi lại tiếp tục hồi sinh. Ở một cái chỗ nào đó. Vâng, nó ở gần anh thanh niên áo vàng này luôn. Không, anh thanh niên áo vàng này qua nhà của tôi, hình như nhà chúng tôi phía bên này. Lại là một thanh niên áo vàng nữa. Double kill. Nãy giờ tôi giết khá là nhiều rồi ha. Lại tiếp tục một thanh niên có cái cánh rồi, có cả con bait nữa. Mấy thanh niên này chắc chơi game này lâu rồi. Tôi sẽ đi giết mấy thằng này. Thanh niên có cánh đen này. Ui rồi, tôi còn có một máu thôi mọi người ơi. Một máu là bị bắn trúng là chết đấy. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi làm sao đây? Tôi lấy bom mọi người ơi. Đúng rồi, tôi còn quả bom nè. Giờ tôi sẽ ném. Ủa, cái gì vậy? Sao ném ra nổ liền vậy? Này. Nope. Chết rồi. Ok, đây là lần hồi sinh thứ 3 của tôi. Như các bạn đã thấy thì tôi chơi nãy giờ khá là nhiều mạng và con game này cũng khá là khó di chuyển, mặc dù tôi có thể di chuyển. Đây là thanh niên áo vàng. Thanh niên này đã quyết định đổi sang bên này đi, tại vì đi bên kia gặp tôi bắn chết hoài. Nhưng mà sang bên đây thì cũng bị tôi móc đít. Ui, có tôi móc đít thanh niên màu vàng này, còn thanh niên nào đó móc đít tôi là thanh niên này. Thanh niên có con bé. Nhưng mà bạn ơi, bạn chết với tôi rồi. Thanh niên áo vàng chạy qua kia rồi. Tôi đứng bên này bắn qua mọi người ạ. Có một thanh niên ở phía bên trên mọi người ơi. Làm sao để leo lên đó? Ui, còn có cả người ở trên kia. Quá thật kêu rồi mọi người ơi. Hình như số mạng sắp đủ rồi hay sao á. Thời gian còn lại 16 giây nữa. Tôi định núp ở đây và tại vì tôi chỉ còn 2 máu thôi. Tôi sẽ nhấp từng người. Penta kill. Quá ghê gớm mọi người ơi. Chỉ còn 4 giây nữa. Ô, chết rồi, tôi đã bị bắn chết bởi ai đó. Tôi có được top 1 thì không đây. Vâng, có vẻ như tôi là người top 1 rồi mọi người ơi. Tuyệt vời, với 15 kill. Hoặc có thể bạn sẽ trở thành một nhà thiết kế, hoặc là ngắm những thiết kế của người ta. Mà tôi hỏi là làm sao để xây được mấy cái tấm ván ở trên trời vậy? Đúng là nghịch lý của vũ trụ mà. Hoặc là bạn khám phá luôn cả vũ trụ như tôi vừa nói, nghịch lý của vũ trụ thì đây không phải là khám phá, đây là chúng ta đang xây một cái hòn đảo. Gọi là xây đảo để làm gì? Để cho Luffy tới lấy kho báu đó mọi người. Xong rồi chúng ta sẽ gặp Luffy và xin chữ ký, sau đó chúng ta sẽ hết cái game này. Từ lúc nhỏ, tôi lúc nào cũng quấn lấy sư phụ bắt người kể lại quá khứ huy hoàng của người. Và người là từng có một nữ tiên thần đẹp cộng với tuyệt trần dáng thế trời lên ngoài kia, cùng phong thái thần tiên của các tiền bối khi bay lượn khắp nơi. Mỗi khi nhắc đến sư phụ lại trở nên buồn bã, nhìn về phía biển, lửa và lạnh thinh. Từ đó, mỗi ngày ta đều quấn lấy sư phụ đòi người dạy cho ta kinh thân thuật. Hy vọng sẽ sớm được đến vùng đất thiên đường. Trong một câu chuyện sư phụ xin hãy chờ đồ nhi lên. Ta nhất định sẽ đưa ngài trở về tiên giới. Cốt truyện thì ghê gớm đấy, nhưng thật ra game là chủ yếu là mua mấy cái giày hồi nãy, xong rồi chúng ta nhảy để lên hòn đảo này. Nhảy một hồi chúng ta nhảy tới tiên giới, thế là đưa được sư phụ tới tiên giới rồi. Vậy là hết cốt truyện. Wow, game của chúng ta thật là nhân văn và ý nghĩa. Trời đất mẹ ơi, cái gì vậy? Tôi cứ tưởng ninja là phải chém núp lùm rồi đi ám sát hay cái gì ghê gớm lắm chứ. Thôi, nói chung là cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip, nhớ bấm like và một subscribe nhé. Bye bye.